Chúng ta sẽ dành thời gian tìm hiểu về Reward code type trong Revit Structure. Ô Brick Browser, các bạn mở thư mục Families, tìm đến thư mục có tên là Structural Reward code type and Treatment. Các cái đầu dính thép được xử lý như nào? Vát chéo này hay là tiện gen này? Reward Shape, các cái hình dạng thanh thép đã có trong cái tệp mẫu này. Reward Hook, các kiểu móc uốn, góc 90, góc 108 hay là góc 135, thậm chí là cốt đai uốn 135 chống động đất, đúng không ạ? Chúng ta hãy bỏ qua ba thông tin đó và chỉ quan tâm vào phần rebar này thôi. Các cái loại thanh thép ở đây chỉ có phi 10, 13, 16. Các bạn hãy chọn vào 10M này, chuột phải, Type Properties. Trước mắt các bạn đang là cửa sổ thuộc tính của loại cốt thép phi 10. Sử dụng loại vật liệu này đang là theo tiêu chuẩn ASTM A615M. Và các bạn lưu ý nhé, tên là phi 10 nhưng mà đường kính thực của nó ấy, dùng để tính toán khối lượng, nó chỉ là 9,5mm thôi, theo đúng như tiêu chuẩn trong video đầu tiên tôi đã giới thiệu với các bạn, đúng không ạ? Các bạn hãy nhấp chuột vào Rename và đổi thằng này là D10 cho tôi ạ. Ok, các bạn hãy để ý vào hai cái tham biến nhé, Model Bar Diameter. Cái tham biến này dùng để chỉ định đường kính của thanh thép, sử dụng trong việc là đặt tên khi mà dựng mô hình lên thôi, đúng không ạ? Các bạn hãy đổi là 10mm cho tôi ạ. Bar Diameter, tham biến này được sử dụng để tính toán khối lượng này, móc uốn này và thậm chí là thay thế các cái loại nối măng sông coupler dành cho cốt thép đó nữa. Chúng ta thống nhất là sẽ sử dụng đường kính thực và đường kính danh định giống nhau, vậy thì các bạn cũng đổi về 10mm rồi ạ. Apply. Ok. Và như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn tùy biến một cái thép phi 10 theo tiêu chuẩn từ ASTM sang TCVN 2008. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một loại thép nữa là thép trơn, đường kính là phi 8. Các bạn nhấp chuột vào D10 này và chọn Duplicate nhân bản, đúng không ạ? Chọn thằng này, Type Properties, Rename, đổi tên là D8, Enter. Deformation, đầu tiên các bạn phải chỉnh cái tham biến này đang từ Deform, tức là thép gai, thép vằn chuyển về Plane, nghĩa là thép tròn trơn. Các bạn phải thay đổi tham biến này thì sau này mới sử dụng được bộ lọc filter để lọc giữa thép tròn trơn và thép gai. Model Bar Diameter, để cho dễ học tập, các bạn đổi hết về 8mm cho tôi ạ. Ok, như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật tạo ra các cái chủng loại thép mới dựa trên cái tiêu chuẩn sẵn có của Revit Structure, đó là ASTM A615M. Chúng ta sẽ sử dụng các loại cốt thép này để bố trí trong các bài tập tiếp theo.